Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Mỹ Hiền, nguyên giám đốc công ty Đất Vàng Hoàng Gia cùng các đồng phạm khi thực hiện hàng loạt hành vi để lừa đảo hàng trăm người, thu lợi số tiền lớn. Theo cáo trạng, Hiền giữ vai trò điều hành 3 công ty bất động sản. Bằng hàng loạt hứa hẹn, nữ đại gia này trót mật vào tay khiến các nạn nhân xuống tiền mua đất. Vậy chứ, khi mọi chuyện dở lẽ, bà Hiền lại được phán là mất khả năng nhận thức, đang điều trị tâm thần. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thị Tuyết Nhung, giám đốc công ty Angelina và công ty Đất Vàng Hoàng Gia, Trần Thị Hồng Hạnh, giám đốc công ty Hoàng Kim Len cùng 6 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Trần Thị Mỹ Hiền, nguyên giám đốc công ty Đất Vàng Hoàng Gia, được xác định vai trò điều hành 3 công ty bất động sản. Bị can này hứa hẹn khiến hàng trăm người xuống tiền mua đất nền chưa được cấp phép xây dựng dự án, cũng như đất chưa rõ nguồn gốc. Đến hạn hợp đồng, Hiền không thực hiện như cam kết mà đổi nền đất, đổi pháp nhân ký hợp đồng. Trong vụ án này, Công an TP.HCM xác định Phạm Thị Tuyết Nhung có vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của công ty Angelina và công ty Đất Vàng Hoàng Gia. Quá trình điều tra xác định Hiền và các đồng phạm lập 18 dự án không có thật, chiếm đoạt của gần 600 người số tiền gần 830 tỷ đồng. Tuy nhiên, 3 lần giám định pháp y tâm thần đều kết luận bị can Hiền mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Do đó, bà Hiền đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ đối với bị can này. Sau khi bà Hiền điều trị bệnh xong, sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.